xong rồi hết cây rồi. Hôm nào mà hết cây mới gọi là xong nhỉ. Chục cây rồi. Đấy, chục cây rồi. Đấy, tốc độ thế thì mình càng lâu càng mình càng bán được nhiều gì đâu. Về chống bão em ạ. À, hết bão rồi. À, già quá. Bán rồi sao anh? Hay là bây giờ mới làm để chào hàng đấy? À, già quá. Yeah. Wow, có cái điểm kia ăn tiền đấy nhỉ? Dị nhỉ? Ôm nguyên cái hòn đá ở dưới. Cây này bán khoảng bao tiền đấy anh Tùng? Cây này giao lưu khoảng bao tiền đấy? Chắc là 2 lít. 2 lít. Là 200 đấy đúng không? 200 đấy. Ừ. Cây trời mưa đây. Cây nó đậm màu hơn, nhìn cái nước da của các thứ của nó nhìn nó cũng dễ chịu hơn hẳn quý vị nhỉ. Ừ. Lại tranh thủ ra ngó nghiêng một tí quý vị ạ. Rồi cũng chả còn lâu nữa nó lại không còn sôi động như này để mà ngắm đâu quý vị. Tranh thủ mà anh em nào ra được lúc nào thì ra nhé. Hôm nay mời quý vị lại đến với cái khu thương mại trước. Vẫn còn đang mưa quý vị ạ. Mưa thì đội mưa đi ngắm thôi, đông lắm quý vị ạ. Trước khai mạc nhá, 2014 mới khai mạc vì là còn đang tình hình bão lũ cũng như là vừa rồi nó không có nhiều chuyện, nó không vui. Quý vị lùi lại là hợp lý rồi. Thủy Đình hôm nay lại bê ra đây. Cái này nó phải ngâm nước tí xong nó rêu rêu nhìn nó mới hợp. Giờ lại thành trước là đình cạn, bây giờ thành Thủy Đình rồi. Có cả chuồn chuồn. Chả cần bay. Quá đẹp. Để cái sung một mình trong biển nếu mà giả mà biển nước với cái nhà mà anh chưa có cái bèo, có mấy cái bèo thả cái biển. Lại có cả, lại có cả chuồn chuồn nữa. Ừ. Đẹp quá. Từ đình địa đình lên thành Thủy Đình. Hay quá. Ui giời, con sung này ăn hai cái tiểu cảnh này thì mà bán cả bộ này cũng tươm đấy nhỉ. Hôm qua để một mình con sung chẳng được. Cứ xoay đi xoay lại, bê đi bê lại mãi mình nghĩ là chơi kiểu này cũng được. Cái bể này thì bao tiền đây? Bể hơn 50. Hơn 50. Kích thước nó thế nào đây? Sai đẹp lắm. Kích thước này có vẻ vào cây là đang form ngon đấy nhỉ. Sai có vẻ đẹp. Sao này? Mấy con sai con nào nó cũng rộng ngang 4. Đẹp. Chắc lọt lòng khoảng 50 ấy à? Lọt lòng 47 hay sao ấy? 80 à? 50 80 à? Lọt lòng 47. 47. 47 mới lại 8 mấy sao? Ừ. 47 86. 86. Con xác định được niên đại không anh? Lành tít nhé. Tóc ấy. Tóc à? Cũ này được. Chả nhìn thấy đâu. À đây. Đẹp quá. Úi, toàn đồ đá là tươm đây này. Cái kia cũng thế. Này có chân, có phào. Đội mưa đi. Những cái chậu này mình cũng thấy rất là hay. Mọi người cũng đang đội mưa đi ngắm này quý vị. Quan công vẫn sừng sững giữa trời, tay dính cả rồi nước này này. Công nhận cái đình này bây giờ thành nhìn nó có hồn ghê đấy. Nước thì trong. Có bèo thảo gì vậy? Ừ. Để mai em mang ít bèo đi nếu mà nhớ. Nhà có bèo nhưng mà bèo tấm dở, nó phải bèo tây. À cái bèo đẹp quá đấy, nó lại mưa như nó nhỏ xuống hợp cảnh quá. Hợp cảnh thật. Con sam hương này bao tiền đấy anh? Bán rồi. Đẹp quá nhỉ. Quá là kỹ luôn. Nhìn kiểu như là cây cây đúc ấy nhỉ.
cây cũng như miền Nam đấy. Vâng. Cây dây đồng ấy. À. Quá tỉ mỉ đúng không? Người ta có mua cả cái này không anh? Không. Con đá làm cái kỷ đẹp quá nhỉ. Đá nó ok. Hợp thật. Vào bốc cả cái hòn đấy đẹp. Vào đây mà ngắm cho nó sướng mắt. Khu vực đồ chơi. Đấy, bàn đá. Bàn đá. Lại đi tiếp. Ồ, hôm nay ở đây là có cái này rồi. Đi đỡ bẩn chân. Ban tổ chức chu đáo quá. Nghe nói là chỉ nghe nói thôi chứ mình không biết chắc nhá. Kinh phí là nghệ nhân Tạ Huỳnh là đang bỏ tiền túi ra. À, thì quý vị phải thực sự là thấy được cái nỗ lực của người ta. Giàu có là chuyện của người ta đúng không? Là một chuyện khác, nhưng mà người ta tâm huyết với làng cây, với anh em. Anh em có cái nơi để giao lưu buôn bán. Lại còn được ăn uống nữa cơ. Tối nay còn được mời cỗ ăn uống mấy ngày cơ. Đi trên cái thảm này phê đấy nhỉ. Quý vị thấy không? Ở cái nền dưới này nó cũng không lệt đúng không? Nó là có gạch block rồi nhá. Không hề bẩn chân đâu. Mà đấy, ban tổ chức chú đáo lát cho hẳn cái lượt này đi. Trong khu chợ đấy, chứ không phải là cái khu trưng bày kia đâu. Ê, mới chơi. Mà là khi mà cái thảm này mà rải ra đây thì chắc chắn nó sẽ bẩn hơn ở bên trong kia. Cái này, những cái này mình phải sự ghi nhận cái sự chỉnh chu của ban tổ chức. Ở ngoài thảm đỏ ngoài kia ngày hôm nay cũng đã nhìn nó đẹp hơn hôm qua nhiều rồi. Mọi thứ nó đang dần dần hoàn thiện. Những cái decor, những cái hàng rào, rồi biển tên chỉnh chu hơn từng ngày. Lại ra chỗ hoàn taxi thì vẫn là những cây cũ thôi, nhưng mà ở trong một cái bối cảnh mới, trời mưa hay là một cái ngày khác nó sẽ có cảm xúc khác nhau. Tiền xi rất là quái. Vào đây là một cái gian hàng có những cái cây có cái nét quái, nó hơi bị dị biệt đó. Thì ai mà yêu thích những cái nét lạ ít người có thì đây là cũng là một cái chỗ để anh em ghé chân. Ở bên phía thảm đỏ ngoài kia họ đang bật nhạc inh ỏi, cho nên là nhiều khi là mình muốn ra tác nghiệp một tí cũng hơi khó. Cái lộc vừng này thực sự là cũng là một cây hiếm đấy. Nó rất là tự nhiên quý vị ạ. Nó lùn tự nhiên luôn đấy. Tối nay là chắc là sẽ có nhiều giao dịch quý vị, bởi vì là tối nay có tiệc mà cứ có tí vào là húc nó mới khỏe. Lại ra xem lại cây của Nghệ Cương đây cái. Ô, hình như mới thấy chậu quý vị. Mình thấy cái chậu trước có vẻ như hợp hơn, bởi cái cây này nó rất là lực.
mà cho cái chậu này có vẻ là hơi kiểu yếu đuối nhỉ. À, về cái độ kích thước của nó thì mình không nói, dễ nó tràn ra hẳn ngoài này cũng không vấn đề gì, nhưng mà cảm giác cái màu này, thứ nhất là cái màu, thứ hai là cái dáng chậu này yếu đuối so với cái cây nhỉ. Có thể là mình chưa quen mắt chắc. Đó, đây là một cái cây mà chú Hòa Taxi vừa mới mua của Nghệ Cương này, Cương Nguyễn này. Cái này cũng lênh đênh ở chợ Vạn Phúc cũng nhiều phiên rồi, chưa gặp được người yêu thực sự. À, thì hôm nay thì ra đây hữu duyên. Nghệ Cương đang bán rất là tốt ở chợ này, có lẽ là đầu bảng ở cái chợ này. À, về cái doanh số. Quý vị nhá, đi xem mấy cây nho nhỏ. Doanh số. Ờ, hôm nay mình đang để ý thấy có cái chắc là ban tổ chức bảo hay như nào đó, nhưng mà đang những cái tác phẩm đang cắm cái cờ Tổ quốc à. Rất là nhiều tác phẩm cắm những cái cờ, lá cờ Tổ quốc này. Đó. Cái xi. Mà những ngày đầu tiên hôm mang ra đây nó rất là nắng, phải che nắng. Thì bão nó cũng đem lại cái sự rủi ro, nhưng mà đối với những cái cây này thì nó lại an toàn, không bị cháy nắng. Cây me rất là quái. Cây me này, quý vị xem. Khắp các cái ngõ ngách trong từng cái sâu nhất của cái chợ cây này, này đang có khách. Đó. Ngày thường thì ở đây thì chả có ma nào đâu quý vị. Nói một cách là gọi là thô thiển là chả có ma nào, vì là đây là một cái khu trống trải, người ta quây lại. Chẳng ai vào đây làm gì. Đẹp chưa? Đẹp đấy, cây này mà để một mình một chỗ vào cái bể của nó, cũng như là thiết kế rêu ra đây, nó là một cây đẹp, thiết kế tiểu cảnh, cái này thì đẹp luôn đấy. Thực sự đấy. Đẹp, phải nói là đẹp. Và nó có cái nét của tự nhiên, thiên tạo. Cây mai mà nhìn xa cảm giác mình tưởng là cây xanh, cây si. Thứ nhất là nó đóng trên cái chậu rất là thuần Bắc, đúng không? À, thuần, không phải thuần Bắc mà thuần cái dáng chậu của xanh, của si, đúng không? Nhưng mà thực tế nó là một cây mai chiêu thủy. Đó, thế thì quý vị nhìn xa đúng là nhìn tưởng nó là một cây xanh, cái dáng nó cũng thế. Nó cũng là cái sự giao thoa tương đối là thú vị. Xong rồi, hết cây rồi. Hôm nào mà hết cây mới gọi là xong rồi nhỉ. Chục cây rồi. À, chục cây rồi. Đấy, tốc độ thế thì mình càng lâu càng mình càng bán được nhiều gì đâu. Về chống bão em ạ. À, hết bão rồi. À, già quá. Bán rồi sao anh, hay là bây giờ mới làm để trao hàng đấy? À, già quá nhỉ. Wow, có cái điểm kia ăn tiền đấy nhỉ, dị nhỉ, ôm nguyên cái hòn đá ở dưới. Cây này bán khoảng bao tiền đấy anh Tùng? Cây này giao lưu khoảng bao tiền đấy? Chắc là 2 lít. 2 lít là 200 đấy đúng không? 200 đấy.
Hình như chưa có số của anh Tùng, thì lấy số anh Tùng phát nhỉ. Số điện thoại 0904 72 32 82 trai thủ đô. Đó. Và rất già. Trai thủ đô mặc quần thủng đít, áo rách vai, sồng vai. Đấy mới gọi thủ đô xịn đấy. Đáng nhẽ hôm nay phải mặc nguyên cái quần vẫn để trên xe. Là một set. Này. Quần. Không, bây giờ là phải xé nó ra. Lành cũng phải xé ra. Phải đúng cái quần đấy. Kiểu như là anh đi gấp, anh em có bảo cho anh đâu, bục bé cả dịp anh mãi có đi. Chắc là đi không để bận. Rách rách cả quần cả hàng cái dao. Chắc là nhét tiền dặm rơi dặm. Đấy. Giờ lại còn mất cả giọng này, tối nay không biết có hát có ấy được không. Hay quá. Úi, càng ngày càng lộ diện này. Chỗ này đắc địa quá cái gì đấy nhỉ? Chỗ ngồi. Chắc phải đăng ký đầu tiên mới được chỗ này cho anh Tùng. Anh em nào ngồi cuối thì hơi buồn nhỉ. Ở Cương. Không, cuối đằng tít đằng kia kìa. Cương lổ nhiều phết rồi. Ừ, chứ cái đây cái góc này là nó gọi là rốn lộc. Từ chợ, các chợ đều là gọi là bán giỏi nhất. Đi đến đâu là chiều cũng nào bố mang tiền về cất. Ừ. Sợ nhất Cương đấy. Sợ Cương nhanh lắm. Ừ. Chiều lão mang tiền được cắt. Cương cất tiền. Hơi tối tối mà là đi xe tải trở về. Chỉ mang đi tầm khoảng 20-30 trăm trong người. Anh em để ý nhé, nếu mà Cương mà cất tiền đi thì anh em để ý nhé. Bởi vì là khi mua cây rồi mà cứ cất tiền đi không mua tiếp là nặng cây trì trệ đấy. Đúng rồi. Là phải thừa thắng xông lên. Đúng rồi, thừa thắng xông lên thì đem tiền đi cất là nặng cây trì trệ. Lại về cứ biến thành đất, thành nhà thì bỏ mẹ rồi. Bán 3 cây, mua 4 cây, 5 cây rồi đấy. Tiền để làm cây ra. Đấy, nó phải là cây nó phải lại phải tiếp cây tiếp. Chứ cây mà lại biến thành đất rồi thành vàng hay thành ấy thì bỏ mẹ rồi. Vứt cất đầu vứt. Vứt, vứt, đúng không? Cứ gọi là đam mê nhưng mà chưa phải, đúng không? Chưa. Vẫn là tiên mề. Đấy, tiên mề đấy. Trong lòng lúc nào cũng có bác. Ngoài bác ra không có gì hơn. Không phải đam, không đam mê nó là không phù cho mình rồi. Nó có thể chứ, nó chỉ thời vụ được lộc lá to một lúc thôi đúng không? Không lâu dài đúng không? Cũng không còn cái sướng. Ừ. Đúng không? Bây giờ bán được 100 phải đi húc ngay cây 200-300 rồi. Nó mới rực rỡ. Ừ, đúng. Bán được 100 về, bán được 100 về cất mẹ 90 còn 10 triệu ra để. Anh em nhé, đấy, muốn cây phát triển là phải húc mạnh vào. Đấy. Ra lò. Hay quá, đúng mặt tiền luôn. Đón khách. Ra ngoài ánh sáng khác nhìn. Sáng quắc luôn. Sờ cái điểm này phát, công nhận. Bây giờ mới thấy cái quý đấy, vừa nãy chưa nhìn rõ. Già có tí nước vào mình. Thật.